Hôm nay là 49 ngày của ông sói. Mình kiếm người đứng đầu xã đoàn để ổn định trật tự. Cái chết của thằng Di Cá một phần cũng do bả gây ra. Trời không dung, đất không tha. Bây giờ xã đoàn như rắn mất đầu. Rồi cái ghế tân chủ tịch bây giờ ai ngồi đây? Chắc là ta phải đóng góp một cái gì đó cho thêm phần thú vị à. Anh em xã đoàn với nhau, một bên chỉ súng, một bên chỉ dao. Bây giờ tụi bay muốn làm loạn phải không? Ông sói là ông sói, ngó xuống mà coi. Loạn hết rồi. Bà cáo, đang sinh sống bên Thái Lan. Qua bên đó, đưa bà ta về, ổn định tất cả. Lúc đó muốn ủy quyền cho ai cũng được. Kỳ lạ, anh em không có nét gì giống nhau. Ông sói có râu mà bà cáo không có râu. Im đi, mày thích gì? Muốn anh em tương tàn không? Trong sexy show nè. Xã hội anh em tao chơi cho tay máu con khô. Bên đây nào muốn được chơi tới bến tình này thì cứ việc nhào vô. Bốn phương tám hướng anh em họ tụ trên bàn một đống tiền đô. Đâu phải tự nhiên mà tạm thái tử ban danh cho chỗ. Tao hối hận khi kêu tụi bay qua Thái Lan. Tao là ai? Nói chuyện kiểu bố đời thế. Tao nghi vấn trong nhóm của chúng ta có nội gian. Từ đó tới giờ nước sông không phạm nước giếng. Chợ mới không đụng chợ cũ. Hay mày quậy người ta cái gì? Tôi hiện là người đứng đầu của chợ mới. Cho nên những việc tôi làm không cần thông báo cho mọi người. Ở bên Thái ấy, như thế này là bình thường à.